Tập 18. Mẹ, con về rồi đây. Con về sám hối với mẹ. Con về rồi đây. Mẹ. 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 Tới liền. Mộng Trúc, Nhũ Mẫu, mẹ con đâu? Mẹ con đâu rồi? Mộng Trúc, Mộng Trúc à, sao con về đây? Nhũ Mẫu, mẹ con có trong phòng không? Mẹ con, mẹ con. Nhũ Mẫu, sao vậy? Mẹ, con về rồi đây. Con đi không bao lâu thì bà chủ phát bệnh nặng. Nhũ Mẫu mời đại phu tới khám, uống thuốc nhưng vẫn không khỏi. Bị bệnh chỉ khoảng một tuần thì bà chủ đã ra đi. Bà chủ rất nhớ con. Bà chủ dặn Nhũ Mẫu nói lại với con, ngày con bỏ nhà ra đi, thật ra bà chủ biết hết. Bà chủ nói, chỉ cần con hạnh phúc thì bà ấy mãn nguyện rồi. Còn nói là mong con tha thứ cho bà ấy. Chỉ vì bà ấy ngoan cố, sợ con thiệt thòi. Còn tang sự là do bạn của con phụ giúp lo liệu. Hai cậu Dương Minh Viễn và Vương Hiếu Thành là người phụ nhiều nhất. Bây giờ đất đai đã bán, chỉ còn lại căn nhà này. Mẹ con nói là để căn nhà này lại cho con làm của hồi môn. Không đâu, không thể nào. Mẹ con đâu? Hả? Mẹ. 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 Nhũ Mẫu, mau nói cho con biết mẹ con đâu. Mẹ con đâu rồi? Tiểu thư. Không. Mẹ, xin mẹ đừng trừng phạt con như vậy. Mẹ đừng tàn nhẫn với con như vậy. Mẹ. Mộng Trúc. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Nhũ Mẫu, có sao không? Có chuyện gì? Mộng Trúc. Chuyện gì vậy? Mộng Trúc nó về rồi. Đuổi theo mau đi. Nhanh lên. Tiểu thư. Mộng Trúc. 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 Mộng Trúc.
Mộng Trúc! Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư! Mộng Trúc à! Tiểu thư! Trời ơi, sao con lại làm như vậy? Mộng Trúc! Mộng Trúc à! Nhũng Mẫu, mau đi đốt lửa, chuẩn bị quần áo khô, mền và nấu canh gừng đi. Được. Mộng Trúc! Mộng Trúc! Mộng Trúc! Đây là áo của lão già để lại. Cậu mặc thật là vừa vặn đó. Nè, cậu mau vào trong khuyên Mộng Trúc đi. Tôi đi nấu canh gừng cho hai người uống. Trời lạnh mà nhảy xuống nước thì dễ bị bệnh lắm đó. Đi đi. Mộng Trúc, không có chuyện gì đáng để mình phải chết. Em muốn nói chuyện không? Nói những gì chất chứa trong lòng em, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Tại sao anh cứu em? Tại sao không để em chết đi? Sao anh lại để em chết được? Em có một cuộc sống tươi đẹp, rất đáng trân trọng. Ông trời đã tạo ra một Lý Mộng Trúc xuất sắc, nghĩa là muốn người này phải sống thật tốt. Ông ấy không muốn người con gái này phải chết một cách vô lý như vậy. Em sống tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Em cũng không còn động lực để sống. Tại sao vậy? Minh Viễn, anh ấy là ma quỷ. Anh ấy gạt em. Anh ấy lừa gạt em. Anh ấy đã có vợ và một đứa con vừa mới ra đời nữa. Anh ấy vội vàng về nhà là vì vợ anh ấy sanh. Gia đình anh ấy cũng đang chuẩn bị cho anh ấy cưới vợ nhỏ. Em đã gặp vợ anh ấy. Cô ấy rất đẹp, rất cao sang. Em cũng đã nhìn thấy con của họ. Đứa bé rất kháu khỉnh, là một bé gái dễ thương. Em cũng đã nhìn thấy hình đám cưới của họ. Tại sao vậy? Tại sao anh ấy lại lừa gạt em? Tại sao? Mộng Trúc, tại sao em lại gặp chuyện như vậy? Mộng Trúc, em xác định là em không lầm chứ? Em tận mắt nhìn thấy, làm sao lầm được? Cô ấy, vợ của Mộ Thiên, là một người cao quý, hiền thục và phong độ. Cô ấy khiến em tự ti. Cô ấy rất xinh đẹp. Hạ Mộ Thiên có cô ấy rồi. Tại sao anh ấy còn theo đuổi em nữa chứ? Tại sao lại như vậy? Vợ anh ấy còn nói, em không phải là người phụ nữ đầu tiên tới tìm anh ấy. Anh xem, em đã bị anh ấy lừa gạt tới nỗi này. Là lỗi của anh. Chuyện này không liên quan tới anh. Tại sao anh nói đó là lỗi của anh chứ? Anh đã nghi ngờ Hà Mộ Thiên từ lâu rồi. Nhưng anh không có can đảm để nói với em. Dù anh có nói thì cũng vô ích. Lúc trước mẹ của em đã từng nói với em cả trăm lần rồi. Rốt cuộc em từ bỏ luôn cả tình mẹ con. Lần này em đi Côn Minh, em không đập đầu tự tử trước cửa nhà họ Hà, là vì em muốn gặp mẹ em, để nói lời sám hối với mẹ. Nhưng em không ngờ, mẹ em không đợi được. Bà đã ra đi rồi. Em nên chết đi. Anh để em chết đi. Để em chết đi cho rồi. Mộng Trúc, Mộng Trúc, nghe anh nói nè. Mộng Trúc, hãy làm vợ anh. Anh cần em và đứa con trong bụng. Anh biết sao? Đúng vậy.
Anh đã biết. Tiểu Phi Yến nói cho anh nghe. Nhưng mà cũng chỉ có vài người biết thôi. Nhưng người ta biết hay không, không quan trọng. Anh sẽ thương em. Anh sẽ thương con em. Lấy anh đi. Mộng Trúc, anh thật lòng muốn lấy em. Cầm lấy đi. Đây là thứ anh muốn nhất. Thế nào? Anh không muốn cúi xuống lượm trước mặt em sao? Cảm ơn em đã giúp anh. Đừng cảm ơn sớm quá. Chỉ sợ cô ta sẽ không chịu lấy anh. Anh cầm tờ giấy ly dị này cũng như cầm con số không thôi. Em an tâm, chắc chắn cô ấy sẽ lấy anh. Cô ấy sẽ chờ anh. Chưa chắc cô ta vượt qua được thử thách. Hà Mộ Thiên, anh hãy cầm tờ giấy ly dị này tới phúng điếu tình yêu của anh đi. Cả đời anh sẽ không được hạnh phúc. Em sống trong hận thù chẳng lẽ sẽ hạnh phúc sao? Anh an tâm, em sẽ hạnh phúc. Vì em và anh khác nhau. Em có thể nhanh chóng yêu một người, và cũng sẽ dễ dàng bỏ một người. Nhưng còn anh thì không. Em sẽ tìm thấy niềm vui, không cần anh lo lắng. Mộng Trúc, đợi anh. Anh về rồi. Anh sẽ xin em tha thứ cho anh. Anh sẽ đền bù lại khoảng thời gian em không vui. Chỉ cần chúng ta gặp nhau thì cả đời này mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Mộng Trúc, Minh Viễn, em khỏe hơn chưa? Minh Viễn, mời anh ngồi. Được. Những gì anh nói với em suy nghĩ kỹ chưa? Cảm ơn anh, Minh Viễn. Anh là người tốt. Nhưng em không thể làm liên lụy anh. Anh không cần phải làm vậy đâu. Không. Mộng Trúc, em không làm liên lụy anh. Thật ra anh đã chôn giấu tình cảm anh dành cho em từ lâu lắm rồi. Giờ em không xứng đáng để nói chuyện tình cảm. Mộng Trúc, ở trong lòng anh, em vẫn luôn đẹp và thuần khiết. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã yêu em rồi. Nhưng mà anh quá nghèo và quá tầm thường. Anh không đủ tư cách yêu em. Minh Viễn, em xin anh đừng nói nữa. Mộng Trúc, anh đang hỏi cưới em hiểu không? Nếu em không chê anh nghèo, xem thường anh thì hãy lấy anh đi. Anh sẽ cố gắng đối xử tốt với em. Bây giờ em không muốn nghĩ gì hết. Em chỉ muốn chết thôi. Không. Mộng Trúc, em nhất định phải kiên cường sống tiếp. Đứa bé vô tội, em phải sanh đứa bé này ra. Anh sẽ chịu trách nhiệm của một người chồng và một người cha. Không. Minh Viễn, em không làm như vậy. Em không thể bắt anh hy sinh. Sau này anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn em cả ngàn lần. Anh không nghĩ đó là hy sinh. Nếu anh cưới được em thì đó sẽ là niềm vinh hạnh và niềm vui to lớn nhất. Anh xin em lấy anh là vì anh yêu em, mong muốn có được em. Anh làm như vậy là muốn giữ gìn danh tiếng cho em. Nhưng em không thể hại anh. Em cảm ơn ý tốt của anh. Anh về đi. Mộng Trúc, anh không ép em chấp nhận anh. Nhưng em đừng vội vàng từ chối. Em hãy suy nghĩ lại. Em ráng nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai anh lại tới.
Tiểu La, anh nghĩ Mộng Trúc có lấy Minh Viễn làm chồng không? Em đã hỏi anh nhiều lần lắm rồi, làm sao anh biết Mộng Trúc có đồng ý không? Anh không phải Mộng Trúc. Hiếu Thành, anh nghĩ sao? Anh hả? Thật không ngờ Minh Viễn lại can đảm tới vậy. Minh Viễn có thành ý như vậy, có thể khiến cho Mộng Trúc cảm động. Đúng vậy, hoàn cảnh của Mộng Trúc thật tội nghiệp, cần có một người thương yêu chăm sóc em ấy. Nè, vai chính tới kìa, mọi người hỏi cậu ấy đi. Minh Viễn, Mộng Trúc chấp nhận anh chưa? Anh phải cho cô ấy thời gian suy nghĩ. Không cần biết cô ấy có chấp nhận không, tôi rất phục sự hy sinh của cậu. Tôi yêu Mộng Trúc nên mới làm như vậy. Khi xưa, Mộng Trúc đối với tôi mà nói giống như một ngôi sao trên trời không thể với tới. Bây giờ ngôi sao này đột nhiên rơi trước mặt tôi, tôi không thể bỏ qua cơ hội. Minh Viễn, anh nhất định sẽ thành công. Ngay cả em cũng cảm động. Chắc chắn anh cũng sẽ khiến Mộng Trúc siêu lòng. Minh Viễn, chúng tôi chúc phúc cho cậu. Em cũng chúc phúc anh, tôi cũng vậy. Được rồi, đẹp lắm. Đi thôi, đi. Nhị Bảo, xem thử đã ngay ngắn chưa. Được rồi, kéo ghế qua một chút. Được, được, được. Nè, Nhị Bảo, cao vậy được chưa? Được rồi, được rồi. Vậy được, tốt rồi. Được rồi. Cha, Ngô Mập, lát nữa cô dâu chú rể tới, cậu nhớ đốt pháo đó nha. Tôi biết rồi, Lý Mộng Trúc đính hôn hai lần nhưng lại lấy người thứ ba làm chồng. Ông trời đúng là thích trêu ghẹo người. Nè, tôi cảnh cáo cậu, lát nữa hai người họ tới, cậu đừng nói lung tung đó nha. Dương Minh Viễn rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Minh Viễn có biểu hiện rất tuyệt, rất rộng lượng, xứng đáng là sinh viên trường nghệ thuật. Hiền ngàn bước ra giúp người ngay lúc quan trọng, thật là anh hùng. Nếu như Minh Viễn không giành trước thì tôi cũng sẽ làm như vậy đó. Lần này tôi thán phục các cậu lắm đó nghe. Không ngờ Hà Mộ Thiên lại là người như vậy. Điều đáng ghét nhất là Mộng Trúc đã đến cung Minh tìm hắn nhưng mà hắn lại tránh mặt. Chúng ta đều nhìn lầm người. Không ai ngờ người nho nhã lịch thiệp như hắn lại là tên Sở Khanh. Nè nè, mọi người tới đây trò chuyện hay để giúp vậy? Hôm nay là ngày đám cưới của Minh Viễn, không phải là ngày phán xét Hà Mộ Thiên. Ai thấy tức giận thì tới cung Minh đánh hắn một trận đi. Nếu như tôi gặp lại Hà Mộ Thiên, tôi sẽ đập vào đầu của hắn một phát. Hắn đúng là ức hiếp người quá đáng. Gặp mặt thì sẽ nghĩ tình xưa. Tôi nghĩ chưa chắc cậu đành lòng ra tay đâu. Dù sao trước đây chúng ta cũng ăn của hắn, uống của hắn. Không lẽ chúng ta trở mặt như lật sách sao? Cô dâu tới rồi, tới rồi. Cô dâu chú rể tới rồi. Cô dâu chú rể tới rồi kìa. Mau lên, mau lên. Hoan hô. Cô dâu chú rể trao đổi lễ vật. Nghi thức hôn lễ đã hoàn tất. Xin chúc cô dâu chú rể mãi mãi bên nhau, trăm năm hạnh phúc. Nào cạn. Trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Cạn đi. Cảm ơn. Nè, xin mời ông Mai nói vài lời đi. Nam Bắc xã chúng ta thành lập cho đến nay đã hơn nửa năm. Cuối cùng đã có một cặp nên đôi vợ chồng. Không biết cặp tiếp theo sẽ là cặp nào đây ha. Tiểu La, Tiểu Phi Yến, tôi nghĩ chắc là tới lượt hai người. Hay là Ngô Mập và Hứa Hạc Linh.
Các bạn còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta ở trong quán trà, hai bên hát đối đáp, chuyện này dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Có phải không Tiểu Lan? Phải đó. Ngày hôm đó chúng ta rất vui vẻ. Đúng, lần thứ hai gặp nhau ở rạp Quốc Thái, đúng là trùng hợp phải không Tiểu Lan? Phải, chính là cái đêm tôi nảy sinh tình cảm với Tiểu Phi Yến. Suốt đêm đó cô ấy mắng tôi, còn trợn mắt với tôi nữa. Cô ấy, trời ơi, tìm đủ mọi cách để tôi chú ý tới cô ấy. Anh còn dám nói nữa? Lúc đó anh chỉ đi ủng hộ diễn viên Thư Tú Văn. Cậu ấy ủng hộ gì chứ, còn không có tiền mua vé. Nếu không nhờ Hà Mộ Thiên. Thật đó, Tiểu La còn viết rất nhiều thư tình cho Thư Tú Văn nữa. Ai nói anh viết thư tình cho cô ấy? Rõ ràng là đặt điều. Minh Viễn, Mộng Trúc, mời hai người. Mộng Trúc, Hiếu Thành mời chúng ta kìa. Minh Viễn, Mộng Trúc, chúng tôi chúc phúc cho hai người. Mộng Trúc, chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng hai người nha. Cảm ơn. Chúc mừng, cảm ơn. Mọi người tạm biệt nha. Đi cẩn thận. Cảm ơn. Mộng Trúc, mọi người đều quý mến em. Mong rằng em tìm được niềm vui thật sự. Từ nay khổ sở sẽ không tới với em nữa. Em đẹp như vậy, tốt như vậy, thuần mỹ và hiền lành. Không ai đành lòng hại em đâu. Cảm ơn chị. Chị Hạc Linh. Thật đó, Mộng Trúc, đừng tránh mặt mọi người. Nam Bắc xã vẫn tồn tại. Chúng ta hãy tiếp tục vui chơi, tiếp tục theo đuổi vui vẻ. Chiến tranh đưa chúng ta tới gần với nhau, bạn bè gặp mặt hàng ngày. Từ đó xảy ra nhiều chuyện. Dù như thế nào thì đám cưới vẫn là một phần tuyệt nhất trong mọi chuyện. Minh Viễn, Mộng Trúc, tôi tin hai người sẽ có một tương lai hạnh phúc và vui vẻ. Chúng tôi chúc phúc cho hai người. Lần đầu tiên nghe Ngô Mập nói chuyện suôn sẻ như vậy, tôi cũng muốn nói vài lời, nhưng mà không biết nên nói thế nào. Nói tóm lại một câu, Minh Viễn, Mộng Trúc, hai người phải tận hưởng cuộc sống. Đúng đó, hai người phải thương yêu nhau. Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nè, hai câu này là câu chúc thọ mà, sao lại nói trong lễ cưới chứ? Nói vậy không đúng sao? Không không, cậu nói rất đúng. Phải phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đúng rồi. Đúng rồi, chúng ta về thôi. Về thôi. Tạm biệt, tạm biệt. Minh Viễn, hãy trân trọng những gì cậu có được. Hãy cố gắng chăm sóc đóa hoa mềm mại nhất trong chúng ta nha. Cảm ơn. Duyên phận là do kiếp trước định sẵn. Hai người không nên phụ lòng Nguyệt Lão đã xe duyên cho hai người. Tôi hy vọng bàn tay của hai người sẽ luôn nắm chặt nhau. Chúc mừng cô hai. Nhũ mẫu thỉnh an cậu hai. Trời ơi, Nhũ mẫu làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Minh Viễn, Mộng Trúc tuổi còn trẻ, chưa hiểu chuyện, hãy thông cảm cho nó. Cậu hãy thương yêu mà bỏ qua mọi chuyện. Nhũ mẫu, xin Nhũ mẫu an tâm. Đêm khuya rồi, hai người hãy đi nghỉ đi.
Mộng Trúc, em nghĩ gì đó? Sao em không ngẩng đầu lên? Minh Viễn, anh có hối hận không? Tại sao anh phải hối hận? Nhưng mà em là một người, đừng nhắc tới những chuyện đã qua. Anh không muốn thấy em rơi nước mắt, vì khi đó trái tim của anh cũng đau giống như em. Em có thể hoàn toàn an tâm, anh sẽ yêu em, thương con cái. Chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực, cùng tạo nên một tương lai hạnh phúc và một gia đình ấm cúng. Minh Viễn, anh thật tốt. Em sẽ cố gắng trở thành người vợ tốt để đền đáp tấm lòng anh dành cho em. Mộng Trúc, Mộng Trúc, Mộng Trúc, Mộng Trúc, Mộng Trúc, cậu Hà, cậu về rồi. Bà, Mộng Trúc đâu rồi? Cậu Hà, tôi cứ tưởng là cậu không về đây nữa. Cậu còn thiếu 2 tháng tiền phòng. Cậu có thuê phòng nữa hay không? Bà cho hỏi vợ sắp cưới của tôi đi đâu rồi. Trời ơi, cô ta không phải là cô gái tốt. Bà nói gì vậy? Ai không phải là cô gái tốt? Cậu Hà, cô ta gạt cậu rồi. Cô ta đúng là không biết xấu hổ. Cô ta đã lấy chồng rồi. Uổng cho cậu trước đây tốt với cô ta. Nè, nè nè, cậu Hà, cậu còn thuê phòng nữa không? Mộng Trúc, Mộng Trúc, Mộng Trúc, Mộng Trúc, mở cửa đi. Nhũng Mẫu, Nhũng Mẫu ạ, Nhũng Mẫu, là cậu. Nhũng Mẫu, Nhũng Mẫu, Mộng Trúc đâu? Cô ấy có trong nhà không? Cậu còn mặt mũi tới đây sao? Nhũng Mẫu, nghe con giải thích đã. Nếu tôi còn nghe cậu nói tiếp thì kiếp sau tôi sẽ là người điếc. Nhũng Mẫu, Nhũng Mẫu à, nghe con giải thích đi. Đi ra đi. Đi, Nhũng Mẫu, Nhũng Mẫu cho con nói, cho con gặp Mộng Trúc. Nhũng Mẫu, Nhũng Mẫu, nghe con nói đi. Nhũng Mẫu, Nhũng Mẫu à, Nhũng Mẫu, Nhũng Mẫu, Nhũng Mẫu, Mộng Trúc, Nhũng Mẫu, mở cửa ra, con muốn gặp Mộng Trúc. Nhũng Mẫu, Mộng Trúc. Mộng Trúc, bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói em rất khỏe, có điều hơi ốm, kêu em phải ăn nhiều. Vậy thì tốt. Bắt đầu từ hôm nay, em phải ăn trứng luộc do Nhũng Mẫu làm cho em. Em ngán lắm rồi. Trời ơi, tuy là ngán nhưng mà vẫn phải ăn. Em đừng quên, bây giờ một người phải ăn cho 2 người đó. Trời ơi, tôi thật không dám tin vào mắt của mình luôn. Nè, mọi người nhìn xem, ai tới kìa? Hà Mộ Thiên. Nè, trời ơi, anh làm gì vậy? Không lẽ em muốn chào hỏi cậu ta sao? Người bạc tình bạc nghĩa như vậy, chào hỏi làm gì? Thôi, uống đi. Tiểu La, cậu còn mặt mũi trở về bãi Sa Bình à?
Tôi về đây tìm Mộng Trúc. Hạ Mộ Thiên, xém chút nữa anh hại chết Mộng Trúc rồi. Anh có biết không? Đừng nói nhiều với hắn ta. Đi. Ngô Mộc, đi đi đi, chúng ta đi. Đi thôi, Hiếu Thành, chúng ta đi. Hiếu Thành, hiện giờ Mộng Trúc đang ở đâu? Cô ấy đã lấy Minh Viễn rồi. Không, không thể nào. Mộng Trúc sẽ không thay lòng. Cô ấy sẽ không lấy người khác. Hiếu Thành, anh hãy nói cho tôi biết hai tháng qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu muốn biết rõ ràng phải không? Được, để tôi nói cho cậu nghe. Cách đây hơn một tuần, Dương Minh Viễn và Lý Mộng Trúc đã làm lễ thành hôn trong quán trà này. Vương Hiếu Thành là chủ hôn, còn tôi là người mai mối, Tiểu Phi Yến làm phụ dâu. Cậu còn nghi ngờ gì nữa không? Hiếu Thành, chúng ta đi. Đi đi đi. Tiểu Phi Yến, Mộng Trúc, Mộng Trúc, anh về rồi đây. Mộng Trúc, Mộng Trúc, Mộng Trúc, em đã hứa sẽ chờ anh. Em sẽ chờ anh mỗi ngày. Ngày nào anh không về thì em ăn không ngon, em ngủ không yên. Nhưng mà bây giờ, tại sao vậy? Tại sao em không chờ anh về? Tại sao em lại lấy Dương Minh Viễn? Anh không tin. Anh không tin. Mộng Trúc, Mộng Trúc,
Mẹ. Tiểu thư, đêm đã khuya sao còn chưa ngủ? Con đã ngủ được một lúc, nhưng đột nhiên có cảm giác có ai đó đang gọi con, khiến cho con thấy hoảng sợ. Chắc là ban ngày con suy nghĩ nhiều quá, cho nên ban đêm ngủ không yên. Thôi đi ngủ đi, coi chừng bị cảm đó. Nhũ mẫu, con ngủ không được, trong lòng con đang rối. Con không biết là... Mộng Trúc à, lần này con hãy an tâm. Cho dù xảy ra chuyện gì, con cũng phải nghĩ tới Minh Viễn. Nó là người rất tốt. Khi con không còn đường để đi, nó đã cho con một con đường. Con phải biết ơn người ta. Con đừng sai lầm thêm lần nào nữa. Cho dù tên ma quỷ đó có về tìm con cũng đừng để ý tới hắn. Con đã hứa với Minh Viễn, con sẽ hết lòng với anh ấy để đền đáp ơn nghĩa anh đối với con. Nếu anh là Mộ Thiên, anh sẽ không bao giờ trở về bãi Sa Bình này. Không chừng anh ấy có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ gì chứ? Bởi mới nói phụ nữ nhân từ. Chính vì trước đây ăn xài tiền của hắn nên em mềm lòng. Anh nói cho em nghe, hắn là tên ngụy quân tử 100%. Nè, em nghe Mộng Trúc nói anh ta đã gạt không ít cô gái đó. Thật không ngờ Hà Mộ Thiên lại là người như vậy. Đúng như câu người ta thường nói, biết người biết mặt mà không biết lòng. Thôi thôi, đừng có nhắc tới hắn, chỉ là mất vui thôi. Thiệt tình. Ê ê, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới kìa. Đâu, Tiểu La, đi thôi. Tiểu La, cậu đừng đi. Đêm qua ở quán trà, cậu nói chuyện không rõ ràng. Tại sao Mộng Trúc lại lấy Dương Minh Viễn? Có thật vậy sao? Tiểu La, cho tôi biết đi. Chúng ta là bạn thân mà. Bạn thân? Ai bạn thân của cậu? Tôi không quen loại mặt người giả thú như cậu. Tiểu La. Tiểu Phi Yến. Tiểu Phi Yến, anh từng nhờ em mà. Anh từng nhờ em chăm sóc cô ấy. Sao em lại để cho cô ấy đi lấy chồng? Tại sao vậy chứ? Em, anh có nhờ em chăm sóc cô ấy. Nhưng mà anh phải tự hỏi lương tâm của anh đi. Tiểu Phi Yến, anh mặc kệ hắn. Tiểu Phi Yến, đừng nói nhiều với loại người này. Hứa Hạc Linh, anh xin em, hãy cho anh biết đi. Cô ấy không muốn nói chuyện với cậu đâu. Hứa Hạc Linh. Hà Mộ Thiên, anh đi đi. Nhóm chúng tôi đã không xem anh là bạn nữa rồi. Tôi đã làm sai chuyện gì? Thật ra tôi đã làm sai chuyện gì? Mọi người định tội tôi thì cũng phải cho tôi biết lý do chứ. Không lẽ lương tâm cậu không xử được tội của cậu sao? Không lẽ cậu không thấy có lỗi với những người cậu đã làm sao? Cậu cảm thấy cậu không có lỗi à? Đi thôi, chúng ta đi. Tại sao các cậu còn đứng đây nói chuyện với con người bạc tình bạc nghĩa này nữa chứ? Đi thôi. Tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao chứ? Mọi người là bạn tốt của tôi, nhưng mà không ai chịu nói cho tôi biết lý do là vì sao. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao vậy? Tiểu Phi Yến,
Đây là thông báo ghi danh của nhà trường, hôm nay phải đăng ký. Em sợ anh không biết cho nên tới đưa cho anh. Đợi một chút. Tiểu Phi Yến, em có thể giúp anh không? Em đã giúp anh quá nhiều, không thể giúp thêm nữa. Tiểu Phi Yến, em hãy hẹn Mộng Trúc ra giùm anh. Nói với cô ấy anh có chuyện rất quan trọng muốn nói. Quá muộn rồi, anh đừng quấy rầy Mộng Trúc nữa. Bây giờ em ấy rất hạnh phúc, anh buông tha cho em ấy đi. Xem như anh xin em được không? Chỉ cần cô ấy chính miệng nói là cô ấy yêu Dương Minh Viễn, cô ấy sống với Dương Minh Viễn rất hạnh phúc, thì anh sẽ từ bỏ. Anh cũng nghe chính miệng cô ấy nói. Xin lỗi, em không giúp được. Tiểu Phi Yến, Tiểu Phi Yến, Tiểu Phi Yến. Em xem, em lại nhăn mặt nhăn mày nữa rồi. Em ăn một trứng có được không? Không được, nhất định phải ăn hai trứng. Bác sĩ nói em ăn uống không đủ. Nếu như em muốn có một đứa con thật khỏe mạnh thì em phải ăn trứng thôi. Minh Viễn, anh thương đứa bé này thật sao? Anh không ghét nó chút nào à? Dĩ nhiên rồi, hơn nữa anh mong nó sẽ giống em, là người xinh đẹp và dịu dàng. Minh Viễn, cậu tìm ai? Tôi tới thăm Mộng Trúc. Bây giờ Lý Mộng Trúc là vợ của tôi. Cậu tìm cô ấy có chuyện gì? Tôi từ Công Minh về đây, chỉ muốn gặp cô ấy. Tôi muốn gặp cô ấy. Xin cậu cho tôi gặp cô ấy một lần đi. Cậu đừng có mơ. Cậu làm khổ cô ấy như vậy, chưa đủ hay sao? Cậu còn tư cách gì mà tới đây gặp cô ấy? Nể tình chúng ta từng là bạn, tôi không đánh cậu. Nếu cậu còn không đi thì đừng trách tôi. Minh Viễn, dù là tôi có lỗi với Mộng Trúc, tôi cũng muốn cô ấy chính miệng nói với tôi. Không cần, Mộng Trúc không muốn gặp cậu, cả đời này cô ấy cũng không muốn gặp cậu. Cậu hãy đi đi. Minh Viễn, cậu còn ở đây làm gì? Cậu đi đi. Đây là nhà của tôi và Mộng Trúc, cậu không được chào đón. Minh Viễn, cậu hãy tự hỏi xem cậu có thể đem hạnh phúc cho Mộng Trúc không? Cậu nói vậy là ý gì? Cậu nghi ngờ tôi không thể đem hạnh phúc cho Mộng Trúc à? Tôi cho cậu biết, ngoài chuyện tôi không có người cha giàu có cho tôi tiền để tôi tiêu xài phung phí ra, tôi không thua cậu điểm nào hết. Tôi không nói tới chuyện tiền bạc, tôi muốn nói cậu có hiểu Mộng Trúc nhiều không? Cậu có biết phải làm sao thương cô ấy không? Không cần cậu cho tôi biết, Mộng Trúc và tôi sống với nhau nhất định sẽ hạnh phúc. Chỉ cần cậu tránh xa cô ấy ra. Được, tôi nhớ những gì cậu nói. Cậu sẽ làm cho Mộng Trúc hạnh phúc. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi cũng không còn gì để nói. Minh Viễn, anh đang nói chuyện với ai vậy? Anh đã dặn em nghỉ ngơi, sao em còn ra đây? Em tưởng Hiếu Thành tới thăm chúng ta. Không phải đâu, chỉ là một người hỏi thăm đường thôi.